Tiếng Kem Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Tiếng Kem Vlog chuyên gia thiết kế thi công kiến trúc nội thất nha. Hello các bạn nha. Hôm nay thì mình đang đi đo công trình trên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thì mình sẽ quay lại cái quang cảnh ở đây để cho mọi người cùng xem nghe ở nhà ga quốc tế Đà Nẵng sau cái dịp Noel thì như thế nào nha các bạn. Đây là phần bao cảnh của cái văn phòng mình thiết kế này các bạn. Này, văn phòng thiết kế mình nằm ở tầng 2 của khu tòa nhà T2 nha các bạn, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đó, đây là phòng mình thiết kế này các bạn. Đó, điểm qua về một chút phương án mà mình đã được duyệt và hôm nay là đúng là ngày là mình sẽ lên khảo sát lại để cho mình tiến hành thi công nha các bạn. Nên là mình sẵn tiện mình sẽ làm video quay cho các bạn xem nha. Văn phòng làm việc nằm ở tầng 2. Rất là đẹp ha, phương án mình làm tối giản hết mức rồi. Đó, đúng theo yêu cầu khách hàng. Một bàn quản lý và ba bàn nhân viên cộng với một phòng họp, bàn họp nha các bạn. Đó, tiếp tục, bây giờ mình sẽ quay trên con đường về của mình để cho các bạn xem được tổng thể nhà ga quốc tế T2 nó như thế nào nha các bạn. Này là mới khu vực ngoài nhà ga nha các bạn. Còn phía trong sân bay thì mình khi mình đi video, đi máy bay thì mình mới quay được nha các bạn. Đó, thiết kế bên phía trên là ốp tấm Kenwood các bạn ơi. Và theo mình được biết thì đây là những hình những chiếc lá nha các bạn. Những chiếc lá này là được kết cấu bởi các khung giàn không gian và dùng để lấy sáng nha các bạn. Trên này thì khách hàng quốc là nhiều luôn. Đấy, đây là xuống phần tiền sảnh này các bạn. Mình quay mỗi đoạn một ít cho các bạn xem được tổng quan thôi chứ mình không quay hết nha các bạn. Tại vì cũng ở đây cũng rất nhiều người đi sân bay quốc tế Đà Nẵng rồi nên là mình sẽ không quay sau. Đó, hình một chút chú gà nha. Khu này thì hành khách đang chờ bay đó các bạn và xem bản thông báo về chuyến bay của mình. Rất là đông khách nước ngoài luôn các bạn. Nhưng mà mình đi qua thấy thì lượng khách mà đông nhất vẫn là khách Hàn Quốc các bạn ơi. Vì cái trên khu này mình nhảy xuống là nguyên một khu Korea luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi về hướng nhà ga T1 nha các bạn. Hướng là mình giữ xe đó. Đây là một không gian đệm giữa khu nhà ga T2 và nhà ga T1 nha các bạn. Trong này thì có cây bưởi này. Cây bưởi này thì có một cái này nó sần sùi như cái... Mình cứ tương tự giống như cái não của người của mình đó các bạn. Đó, rất là đẹp. Đó, giữa một khu sân bay quốc tế rất là đẹp và thuộc tốt như Đà Nẵng của mình thì vẫn có những khoảng không gian xanh này tạo cho mình sự yên tĩnh, yên bình nha các bạn. Đó, đây là hệ máy che cho khách đi nối giữa cái hành lang T1 và T2 nha các bạn. Trong này thì Highland Coffee họ đầu tư hết rồi các bạn ơi. Họ thuê một bằng để họ kinh doanh hết rồi. À, cái ATM kìa. Thôi bây giờ mình sẽ vào trong này rút tiền nha các bạn. Rồi tạm biệt tất cả mọi người.